Hay gái, lại là mình đây. Nó đích hàn tỏ đây. Hôm nọ Indie Pivot Point của mình, mọi người cảm thấy nó giòn chứ? Dành cho những ai cảm thấy nó đã giòn thì hôm nay không kém phần long trọng. Mình xin giới thiệu cho mọi người một Indie nữa đi kèm với Pivot Point là món ăn kèm. Còn với những ai mà cảm thấy là chưa chắc đã giòn đâu thì mình cũng xin nói luôn cho mọi người biết để mọi người thấy là nó giòn như thế nào nhá. Ok, ID mang tên EMA200. Cùng tìm hiểu nào. Let's go. EMA hay còn viết tắt của từ Exponential Moving Average. Còn đường EMA200 là cấu tạo trung bình giá đóng cửa của 200 cây nến. Cấu tạo cụ thể của đường EMA thì mọi người tự search trên Google nhé. Mình sẽ không nói kỹ cấu tạo của nó ở đây. Đường này thì quá nổi tiếng rồi. Hôm nay mình chỉ nói cách dùng và góc nhìn của mình về Indie này thôi. Ok, đường EMA nó sẽ trông như này. Và khi mà giá tiếp cận với EMA sẽ còn phản ứng. Khi giá xuyên qua EMA chạm lại retest nó sẽ có phản ứng như này. Và khi mà retest thì vô tình sẽ tạo thành một cái đường SNR như thế này. Cùng đến với một ví dụ thực tế nhé. Mình xin phép dùng Indie Pivot Point để làm mức xác định một ngày mới nhé. Đây, hiện tại thì nó như này. Một ngày mới bắt đầu và giá nó sẽ đi như này. Giá đi rất từ từ và đường EMA đang hướng xuống. Đây rồi. Khi giá chạm vào đường EMA. Đây mà từ trên này, khi giá từ trên cao đi xuống như này. Từ từ test lại đường EMA. Thì mọi người đoán xem giá sẽ như nào. Thử vào một lệnh ở đây nhé. Đã chạm vào TP của mình rồi. Trường hợp tiếp theo, khi giá từ trên cao này đi xuống và bật lại vào đây, chúng ta đo xem từ đây, đây cũng được tầm 3 giá. Rồi khi giá phá mạnh lên như này, chạm vào đây, à, khu này lại trùng với cái đoạn đỉnh này. Đây. Thử vào một lệnh ở đây xem. Okay. TP lên đây thôi. TP rất nhanh đúng không? Đấy là hai ví dụ về cách sử dụng cơ bản của EMA200. Còn đây là trường hợp khi Pivot Point kết hợp với EMA200 nó sẽ như nào. Chúng ta có một đường EMA200 như này, nhưng ngay bên cạnh nó lại có một đường Pivot Point. EMA200 và Pivot Point sát với nhau thì khi giá chạm vào EMA200 nó sẽ như này và giá sẽ bật lên luôn. Lúc đó chúng ta sẽ vào được một lệnh như này. Lệnh này thì chúng ta sẽ đặt SL sau Pivot Point và EMA200 để cho mức độ an toàn nó cao, không bị cắn SL. Cùng mình đến với một ví dụ cụ thể để xem giá nó sẽ chạy như nào khi chạm vào hai đường này nhé. Bắt đầu một ngày mới, khi giá chạm vào EMA200 và có đường EMA đỡ ở dưới, lập tức chúng
chúng ta vào một lệnh ở đây SL sau đây thôi, cao cao một tí, tb lên đây rồi cho ra chạy này. TP rất nhanh đúng không? Từ 7 giờ cho đến 10 giờ, 3 tiếng đồng hồ. Chúng ta ăn được bao nhiêu giá đây? 7 giá. Hay đây, ví dụ này, khi giá từ trên cao pha xuống này, chạm EMA 200, cùng đó là pivot point. Thử vào một lệnh như này làm sao nhá. Đã TP và xem giá chạy tiếp nó sẽ có trạng thái như nào nhá. Mọi người thấy không, giá cứ men theo đường EMA 200 này, từ trên cao bật lên là có phản ứng, từ trên cao bật lên xuống dưới này luôn có phản ứng. Chúng ta cùng đếm thử những cái khu vực như này xem được bao nhiêu giá tiền. Khu vực này là 13 giá này, khu vực này nhẹ nhàng 8 giá. Hay như ở đây, khi giá phi mạnh xuống này, phi mạnh xuống đây chạm lại vào đây vẫn có phản ứng đi xuống nhé. 3 giá này, và khi giá phi mạnh lên, khi này giá phi mạnh lên và chạm vào đường EMA 200 cùng với pivot point, nếu chạm vào đây mình sẽ vào một lệnh như này. Hết là ở đây thôi, kéo lên, TP lên, làm đây đi. Rồi, bingo. Ok các mọi người, cũng vẫn đúng quy luật. Pivot point ngày hôm qua chạm phản ứng và phi lên R1. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ có đường EMA 200 làm cái mốc hỗ trợ để thêm tin tưởng vào setup vào lệnh của chúng ta. Đây là một trường hợp khác, khi mà đường EMA lại ở trên đường pivot point thì lúc đấy chúng ta cứ vào lệnh bình thường thôi. Đây, vào lệnh ở đây, SL thì SL sau hai cái đường này luôn cho nó chắc chắn. Đây. TP lại lên đây. Cho ta chạy xem. Ping pong, ta vẫn được 7,8 giá. Nhìn tổng quan lại thì hai đường pivot point và EMA 200 đều là hai đường cần thiết để khi mà giá chạm vào nó sẽ có phản ứng. Đây mình sẽ bật lịch sử cho mọi người xem để thấy nó chuẩn như nào nhé. À quên nói một điều nữa là đường EMA 200 này tuy là đường trung bình động nhưng nó đã đến hàm số đến 200 rồi. Đường này thường là biến động rất ít, không như những đường EMA nhỏ khác như kiểu EMA 18, EMA 32, EMA 5, EMA 10 thì nó sẽ biến động rất nhanh và nó có xu hướng là repel. Còn đường EMA 200 này thì không, thường là độ biến động của nó cực kỳ nhỏ, nó chỉ nhích lên một tí, nhích xuống một tí như này, không hề có những biến động lớn kể cả khi giá chạy mạnh. Thêm cái nữa là chúng ta không chơi hai đường EMA cắt nhau, chúng ta chỉ chơi đường EMA 200 này thôi. Khi mà giá nó biến động mạnh như thế nào chăng nữa, chúng ta cũng không sợ là repel. Khi chơi hai đường EMA cắt nhau, ví dụ chẳng hạn như mình có một đường EMA 200 và một đường EMA 10, thì khi mà giá đi như này, nến đi mạnh tiến lên thì đường EMA 10 cũng sẽ cắt lên, và lúc đó chúng ta sẽ vào lệnh ở khu vực này. Nhưng khi nến chưa chạy xong mà nến tụt xuống thì đường EMA 10 cũng sẽ tụt xuống và cho chúng ta một tín hiệu không ổn định. Vậy thì không nên chơi hai đường EMA cắt nhau, chúng ta chỉ chơi một đường EMA là đường EMA 200 thôi. Tính biến động của nó cực kỳ thấp. Và đây mình sẽ bật lại lịch sử cho mọi người xem. Cho mọi người thấy đường EMA này nó hiệu quả như nào. Mình sẽ zoom nhỏ chat lại. Đây, bắt đầu từ ngày này. Đây, trường hợp này, khi giá bật lên test pivot, đây là bài pivot point của mình, 3,8 giá. Rồi tiếp theo nữa,
Bây giờ cắt xuống đường EMA200, test lại ở đây. Chúng ta đo ra được bao nhiêu giá nhá, 3,82 giá. Và khi nó cắt lên đây, được quá nhiều, phải được hơn 10 giá. Đấy, và tiếp theo nữa, khi giá đâm mạnh xuống như này, đây, chạm lại. Chạm không phải là lúc nào nó cũng chạm khít nhé. Nó sẽ có những cái trường hợp là rơi di ra một số nhỏ, thì chúng ta cũng nên cân nhắc linh hoạt vào lệnh. Đây, khu này 10 giá. Đây, đến khi chạm khít, đây khu này chạm khít rồi, chạm khít thì đây, kéo xuống cũng phải được tầm 6 giá. Mà chạm nhiều quá, khi mà giá chạm nhiều quá như này, thì chạm lần thứ nhất thì chúng ta tin tưởng, chạm lần thứ hai thì cũng hơi tin tưởng, nhưng mà đến lần thứ ba rồi thì nó sẽ tạo thành một cú nén. Đây, EMA nó sẽ nén giá như này, giá và EMA sẽ chuẩn bị cắt nhau, lúc đấy chúng ta không nên vào lệnh nhé. Chẳng hạn mà có vào lệnh đi thì cũng SL xa xa rồi một tí. Đây, khu này thì nó sẽ bị sai số tầm 2 giá, nhưng mà nó vẫn ăn được. Nếu ai mà hết là to 3-4 giá thì mọi người cũng sẽ ăn được tầm 7 giá. Đây. Đây, đến ví dụ tiếp theo. Đây. Khi giá đi lên này, đi chạm này, chạm đây nhưng mà không có phản ứng, mà cắt thẳng vào cái quay này, thì lúc đấy thì chúng ta vừa mới thua một lệnh ở đây đúng không? Thì nó test lại đây, chúng ta lại vào lệnh ở đây. Ở đây, khu này thì ăn được quá nhiều rồi. Mọi người xem đây, ăn tại đây thôi, đến tại đây thôi là 8 giá này. Chạm test lại một lần nữa, lần thứ hai, đây, được 12 giá này. Lần thứ ba bắt đầu hơi có sai số một tí, đây, thì cũng bèo được tầm 7,5 giá. Và đây, tiếp theo, nén xuống này, bắt đầu lần thứ tư, lần thứ năm thì mình sẽ không chơi nữa. Ở đây, đợi khi nó cắt lên. Đây, khi nó cắt lên, chạm vào đây, reset lại, mua lên 7 giá. Khi cắt xuống, cắt xuống như này, chạm reset ở khu vực này, xéo xuống 10 giá. Cái đường này nó rất hiệu quả nhá. Khi mà chơi pivot point không thì chúng ta sẽ có những cơ hội vào lệnh khi mà giá chạm lại những đường pivot. Nhưng khi kết hợp EMA200 vào thì chúng ta sẽ có những cái lệnh mà sử dụng luôn EMA200 khi mà giá đang lửng lơ trong cái đoạn từ P đến S1 hoặc từ P đến R1, chẳng hạn như khu vực này lửng lơ như này. Đấy. Đây, mọi người nhìn xem, cái này thì không phải nói nhé, không phải ngẫu nhiên mà giá lại đi như này, lại tôn trọng cái đường EMA200 này đến như vậy. Đấy. Xem này, những cú tới và phản ứng. Đây, rất nhiều đúng không? 20 giá. Chỗ này bèo cũng được 5 giá. Chạm đây, khi chỗ này chạm đây retest 6 giá. Đây, chạm đây 2 đường, chạm cả pivot và EMA200 đi lên 8 giá. Đây, chạm lại lần nữa, vẫn chạm pivot này, setup mua của pivot đây. Mua đây. Và hôm sau nó tới R1 này. Đường này tới mua ở S1 nhưng mà hôm sau nó mới tới R1. Còn lại đây, khi mà đây, kể cả chạm như này, chúng ta vẫn có một cái phản ứng nhỏ tầm 3,8 giá. Và khi nó đâm xuống này, 2,8 giá. Khi mà giá sideways một cung đoạn nó hẹp như này thì không nên vào lệnh. Đợi khi giá biến động mạnh chúng ta vào lệnh. Đây là cuối ngày rồi. Cuối ngày thì thôi, lúc này là tầm 22 giờ rồi, bỏ không chơi nữa. Và hôm sau thì chơi. Đấy, hôm sau đây, vừa chạm pivot lại có EMA hỗ trợ, sell luôn. Đây, được 13 giá. Test lại, sell tiếp 18 giá, không hề ít đúng không? Đây, khu vực như này, khu vực như này thì nó không test, nhưng mà đây nó đi, khu này thì nó test bên trên nhiều quá rồi này, thì bên này thì không nên vào nữa. Đây, nó test lên này,
test số này. Test số này thì lúc đấy chúng ta vào lệnh ở đây nhưng mà chúng ta bị SL tại khu này. Đúng không? Thì khi mà SL tại đây rồi chạm lại với đây, chúng ta lại sell xuống. Đấy. Ngựa cũng được 6,9 giá, 7 giá. Đây thì khu vực này test lại một cái. Vào luôn. Đấy. Cũng phải được 10 giá theo của mọi người. Test lại lần đầu và lần này là lần thứ hai, test lại được 15 giá. Đấy. Khi mà giá đường EMA 200 này và đường pivot point này không gần nhau, nó cách nhau quá xa này, thì chúng ta có thể linh hoạt L như này. Đấy, và chúng ta TP xuống S1 cho nó tối ưu tỷ lệ RR nhé. Còn lại là đây, lại nói tiếp về cái khu vực này bên này, test một lần này, hai lần này, lần thứ ba này có sai số này, sai số tầm 8 giá, sai số khá nhiều đấy, nhưng mà đây kết hợp với cung cầu thì nó như này. Thì nếu mà ai vào được từ cung cầu một đoạn như này đấy, thì nó cũng tốt thôi. Còn nếu mà ai và chưa vào được thì khu này không nên vào, hoặc là đợi nó phá xuống như này để nó test lại, nhưng mà chỗ này nó không test lại, đi thẳng luôn, khá là tiếc cho khu vực này. Đấy. Khu vực này cũng được tầm 15 giá. Nếu ai mà chơi căng L xa xa tầm 5 giá ở đây chẳng hạn như này, thì đây kéo xuống đây chúng ta được 15 giá, ít nhất là cũng được RR bằng 3. Nhìn tổng quan lại khu vực 5M thì đây không hề ít kèo, đúng không? Ngày nào nó cũng sẽ có cơ hội vào lệnh, ngày nào cũng sẽ có nhá, chứ không phải không. Đường này nó test lại liên tục này, gọi là có phản ứng liên tục không hề ít. Vừa rồi mình đã giới thiệu cho mọi người cách sử dụng EMA và cách sử dụng EMA kết hợp với pivot. Đường này thì mình hay gọi vui là dây điện tử thần, mà đúng là tử thần thật. Khi mà giá chạm vào đây thì cứ dè chừng, giá luôn có xu hướng chạm EMA và bật lại đảo chiều. Mọi người phải canh chọn khu vực nào khi giá chạm vào EMA để mọi người TP hoặc mọi người vào lệnh. Chẳng hạn như mọi người có thể mua được ở đây thì mọi người lên đây mọi người cũng phải chốt, tại vì chạm EMA này, mà chạm vào đây mà không chốt thì lệnh này mất, lệnh này coi như bỏ đi. Nó chạm rất nhiều mọi người ạ. Mọi người nhìn xem, quá nhiều nơi để vào lệnh. Chúng ta mà bật thêm cả điểm xoay pivot point đi kèm là thì is the best luôn. Mọi người đã có một bộ phương pháp vào lệnh khá là ok khi mà kết hợp pivot cùng dây điện tử thần của mình, quá đẹp đúng không mọi người? Vậy thì xem xong hai clip này mọi người đã thấy nó giòn chưa? Giòn đúng không? Phương pháp đếm bíp tính tiền này của mình thì nó rất là thoải mái. Thế nên là những lệnh mọi người ăn sẽ tầm 5-10 giá. Khi mà chạm phản ứng với những khu vực mà mình có thăm minh để entry EMA 200 pivot point thì giá nó sẽ bật lên rất là nhanh. Mọi người sẽ không phải mất công mà chờ đợi lâu. Hoặc là chẳng hạn như kiểu vào lệnh mà giá lại sideways thì đúng là chán chết. Khu vực này là những khu vực phản ứng giá mạnh, khi chạm vào những cái indie này thì giá chắc chắn nó sẽ bật lên rất nhanh, mọi người sẽ sớm TP thôi. Qua đây thì mình đã hướng dẫn cho mọi người hai indie mà mình hay dùng rồi, thì mong là mọi người kiếm được tiền từ đó. Chúc mọi người kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9 thật là vui vẻ, hạnh phúc và sớm quay lại thị trường ping pong để xanh pip nhá. Ok, xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Nếu thấy video này của mình bổ ích, đừng quên like, subscribe và chia sẻ video này cho bạn bè nhé. Bye bye mọi người.